chúng ta lại gặp lại nhau trên kênh sóng TD Stereo. Và buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng đến với sân bóng Tô Mạnh, nơi đang diễn ra trận đấu lượt trận thứ 3 trong khuôn khổ bảng B. Cuộc đọ sức giữa các cầu thủ thị trấn 1 và các cầu thủ Khánh Thiện. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho các đội trong trận đấu ngày hôm nay. Điều khiển trận này là trọng tài Trịnh Tiến Trình. Khoảnh khắc thôi, cú tỉa điểm trước đó của Đờ Mò, và người đã có tình huống đẹp lòng là cầu thủ số 7 Thế Anh. Cho các cầu thủ cải thiện, họ đã có một thế trận tốt từ đầu. Đờ Mò sẽ khiến cho khoảng trống mở ra rất nhiều, không được. Nhàn nhã trong lối chơi, không được. Nguy hiểm. Ôi, không vào. Thế Anh, đường chuyền rất tốt của Thế Anh, không vào. Của Đà Mo, Văn Hưng, chuyền. Không được. Hôm nay thì Hùng Nghệ An đã có kịp thời. Văn Hưng càng ngang. Không được. Lại cho cầu thủ số 66 bên phía Khánh Thiện. Dứt điểm, Hùng Nghệ An vào. Quá tuyệt vời. Khi mà các tiền đạo còn chưa kịp lên tiếng thì Hùng Nghệ An đã là người tạo ra sự khác biệt. Một pha nhả bóng vừa vặn về tuyến hai. Ông Nghệ An đã lạnh lùng băng lên một cú dứt điểm rất gọn gàng. Trận đấu đã trở lại vạch xuất phát. Rất nhiều những cơ hội, thậm chí là những cơ hội 10-10 sau khi có được bàn thắng gỡ hòa vừa rồi. Đường chuyền của ông Nghệ An rất hay, cao cường, không được. Và qua người rất hay của Tiến Dũng. Tiến Dũng tiếp tục là đường chuyền, không được. Đọc được ý đồ của cao cường là mò lỗi rồi. Vừa vặn của Tiến Hải, cao cường đã có những thay đổi trên hàng công của các cầu thủ Khánh Thiện. Để cho Ngọc Sơn trả bóng lại là mò. Rất nhiều này năm nay đã sát cánh cùng với các dân đá của Anh Khánh rất gọn gàng. Đó là bàn thắng của Đờ Mò. Một khoảnh khắc ngôi sao đã được tạo ra bởi cầu thủ số 11 bên phía Nhân 1. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ áo trắng xanh. Đó là những gì mà Hứa Sinh Đức Anh. Hòa trận bóng đầu tiên. Đá nhịp nhàng. Thanh Sang không được. Hùng Nghệ An rất nguy hiểm cơ ơi.
không được. Những người được hưởng chọn niềm vui trong trận đấu này chính là các đội chấn 1 khi họ đã vượt qua